và ngày hôm nay cũng là như thế, với hai đội chơi, mỗi đội gồm 4 thành viên cộng với hai đội trưởng vui tính, chắc chắn rằng sẽ mang đến cho quý vị khán giả những giây phút thật sự thú vị vào ngày đầu tuần. Còn bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với đội chơi đầu tiên của hôm nay. Xin được giới thiệu với quý vị khán giả, đội chơi đầu tiên có một cái tên rất là dễ thương, Tinh Nghịch. Trời ơi, làm gì vậy? Xạo dáng. Nghĩ vậy là dễ thương. Mà chứ nhóm mình tên gì? Tinh Nghịch. Đủ tinh nghịch chưa? Đủ tinh nghịch chưa các bạn? Nhóm chúng mình là nhóm Tinh Nghịch. Wow. Nghe cái tên Tinh Nghịch cứ hình dung trong đầu chắc là bốn cô gái xinh xắn nào đó, hồn nhiên đeo cái băng đô hình tai thỏ hoặc là mặc áo trái dâu này kia ra. Ai về đâu bốn người đàn ông nghĩ sao lấy tên Tinh Nghịch rồi ra tạo dáng như model vậy nè. Mọi người coi hết chương trình mọi người sẽ hiểu lý do tại sao. Chắc là nhóm mình nghịch lắm đúng không? Dạ. Các em học ở đâu? Hay là đi làm rồi? Giới thiệu từng người anh nghe. Dạ em tên là Huỳnh Thanh Phong và em đang là học đại học y dược Phan Ngọc Thạch. Em học mấy năm rồi? Dạ em học 6 năm rồi ạ. 6 năm rồi, chuyên ngành của em là gì? Dạ chuyên ngành của em là tim mạch. Tim mạch. À, đây là cái chuyên ngành mà nó cần thiết cho chương trình này luôn nè. Chương trình này thế nào hơi cũng có người lên cơn đau tim rồi chóng mặt người kim. Có gì phóng ra giúp đỡ liền nha. Tiếp theo mời em. Dạ em tên là Ngô Tuấn, em hiện là học viên K2 của sân khấu kịch. Dạ em là Phước Sang, hiện tại em là make up. Dạ em tên là Bảo Sơn, sinh viên năm tư khoa luật. Các bạn này giỏi quá, người học y rồi người học luật rồi người đang đi làm việc nữa. Và tiếp theo xin mời quý vị khán giả chúng ta gặp gỡ với nhóm mạnh mẽ. Tôi là cô gái tự tin, tôi là cô gái cá tính, tôi là cô gái xinh đẹp, mình là cô gái vui vẻ. Chiến thắng. Dễ thương quá à. Vui vẻ thấy không, nó có cái gì đó mình ngược ngược thì sao á. Bên đây tên Tinh Nghịch thì bốn ông đàn ông tràn ra, bên đây mạnh mẽ chắc mình tưởng là bốn chàng trai cũng lực lưỡng, ai về đâu bốn cô gái mỏng manh yếu đuối. Mà ra cái cách giới thiệu nó cũng hiền nữa, chắc mạnh là mạnh bên trong phải không em? Sóng ngầm cuồn cuộn phải không em? Giới thiệu cho anh biết từng người xem. Dạ em tên là Trần Thư Uyên, hiện tại là em là sinh viên trường Cao đẳng Công Thương ạ. Em là Nguyễn Thị Tuyết Nhung, em cũng là sinh viên Cao đẳng Công Thương. Dạ em là Lê Thị Lam, hiện tại em cũng là sinh viên trường Cao đẳng Công Thương. Dạ em là Nguyễn Thị Kim Thoa, em cũng đang là sinh viên trường Cao đẳng Công Thương ạ. Ủa, coi như là bốn cô gái học chung trường, có chung lớp không? Dạ có. Cho nên là bốn cô gái đến đây cùng tham gia chương trình. Cảm ơn các em. Và bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ với trưởng nhóm của nhóm mạnh mẽ. Sẽ là một người đàn ông cũng hết sức mạnh mẽ, gai góc, lực lượng. Chúng ta hãy coi đó là ai. Yeah. 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 Yeah, đi nhớ rồi nào. Mạnh mẽ lên những chàng trai. Yeah. Hey. Nào. Lộn. Những chàng trai. Lộn tiệm. Gì anh? Cái tiệm của em bên đây. Mạnh mẽ bên đó hả? Đúng rồi. Anh ơi mạnh mẽ đi. Bên đây là Tinh Nghịch. Mình về mạnh mẽ nào các bạn ơi. Yeah. Bữa nay nó có nhiều điều sai trái quá. Nghe đâu đồn phong phanh là đội trưởng bên đây tên mạnh mẽ là lực lượng. Ai về đâu hứa mình đặt phóng ra cái như một cọng bún vậy đó. Đã về rồi còn nhảy chân sáo. Trời ơi mạnh mẽ chỗ nào vậy? Không gì thấy mình mạnh mẽ nè. Yeah. Đó. Yeah. Ít ra là vậy, thấy không? Còn bây giờ nè, đội trưởng đội Tinh Nghịch nè. Chắc Tinh Nghịch lắm đây. Tinh Nghịch ghê lắm cơ. Hãy cùng chờ xem người đó là ai, xin mời. Lộn chị. Còn đây là Tinh Nghịch, nó khác. Vậy hả? Tinh Nghịch xem nào. Tinh Nghịch nè. Yeah. Trời mặt giống chị quá. Giống chỗ nào vậy chị? Sữa. Trời đất ơi, chị nói cái gì vậy? Con bé nó tự nhiên hết sức mà chị kêu sữa cái gì? Hai thứ luôn đó. Đúng ra sữa với sữa luôn phải không em? Cái gì em biết nè. Mà sữa dễ thương. Dạ.
đẹp giống chị. Trời ơi, năm chị em mình đẹp đê, đẹp đê. Công nhận đội chị sáng sủa đẹp trai không mà. Đó. Đội thích quá à, chắc thông minh lắm ha tụi cưng. Dạ. Dạ. Và thưa quý vị, đây là hai đội trưởng chị Lê Giang và Hứa Minh Đạt. Nếu như các bạn lựa chọn đúng đáp án, đứng vào đúng vị trí thì sẽ có tiền thưởng. Ngược lại, các bạn mà chọn vị trí sai, tức là đáp án sai, thì những chiếc két sắt này nó sẽ rơi xuống, nó đè chúng ta chị Giang ơi. Trời ơi, chua cái gì cưng kêu chị Giang ơi là chị bị yếu tim thiệt luôn đó. Nếu như chúng ta trả lời đúng thì chúng ta không lo ngại gì đến những chiếc két sắt này nha. Quan trọng một điều là nếu như đội nào bảo vệ được đội trưởng của mình qua đến vòng 2 thì đội đó sẽ được cộng thêm 10 triệu đồng. Wow. Và bây giờ chúng ta sẵn sàng để đến với chương trình ngày hôm nay chưa các bạn? Sẵn sàng. Chọn đâu cho đúng, chiến thắng hay ra về tay trắng? Chào đón quý vị khán giả đang đến với vòng đầu tiên của chương trình Chọn Đâu Cho Đúng. Vòng này có tên là Đâu Mới Đúng. Giờ không biết đội nào xung phong chơi trước nè. Tụi em. Chào. Wow, thật. Tinh nghịch không, em mạnh mẽ vậy sao? Bên em mạnh mẽ phải đi trước. Không, bên em tinh nghịch phải đi trước. Mạnh mẽ phải đi trước chứ. Tinh nghịch phải đi trước. Trời ơi, chưa bao giờ, chưa bao giờ có một cái số nào mà hai bên tranh giành nhau để đi trước như vậy. Em muốn đi trước phải không? Em muốn thi trước đúng không nào? Những người mạnh bốn mẽ. Em gái mẽ. Vẫn còn đang lưỡng lự. Sao? Bây giờ nè, giàu sao bên đây cũng là bốn em gái, mình có quyền mình thi sao? Mình coi coi bốn anh chàng kia cùng với chị Lê Giang thi như thế nào để còn rút kinh nghiệm nha. Mời đội Tinh Nghịch. Có câu hỏi đầu tiên này, nếu như các bạn mà trả lời đúng, cứ một người đúng thì chúng ta sẽ có thêm 1 triệu đồng ha. Ở đây có 5 cái két sắt và nó sẽ hiển thị lên 5 cái đáp án của chương trình gợi ý cho chúng ta. Trong 5 đáp án đó thì chỉ có 3 đáp án là đúng mà thôi. Các bạn phải đứng vào ít nhất 3 vị trí. Nghĩa két sắt này nó là sắt hơn. Dạ chị. Chị thấy là chị sợ quá. Cho nên phải trả lời cho đúng. À, dạ. Không sao. Đội của chị đó, đội của chị là chị biết thông minh sáng suốt. Dạ. Mời đáp án của chương trình. Mặt trời bé con, khí ức vui vẻ, đấu giá ngược, chiếc nón kỳ diệu, điều ước thứ bảy. Các bạn thấy những cái đáp án này, các bạn nghĩ đến câu hỏi nó sẽ liên quan tới điều gì? Em nghĩ là liên quan tới một chương trình truyền hình nào đó. À, có thể là một chương trình nào đó ha. Chúng ta quay lại phía sau xem câu hỏi nào. Những chương trình mà nhà báo Lại Văn Sâm từng dẫn bắt đầu. Khi yêu vui vẻ. Khi yêu vui vẻ. Quay lại. Khi yêu vui vẻ. Chiếc nón kỳ diệu. Chiếc nón kỳ diệu. Có đâu? Không phải. Không phải. Không phải. Lạnh Tú. Lạnh Tú. Cẩm Tú. Điều thứ bảy cũng không phải luôn. Đúng. Chỉ còn đấu giá ngược. Đấu giá ngược chứ là mặt trời bé con thôi là có. Có nè. Là hai cái vui vẻ là bé con. Rồi. Tuấn Vô kiếm vui vẻ. Sơn mặt trời bé con. Cô. Không. Chị chưa. Dòng đảo đường Giang. Tuấn Vô đi kiếm vui vẻ. Sơn mặt trời bé con. Trời ơi đúng rồi. Vô đi chị. Chị Giang. Vô chị Giang. Rồi. Vô. Một. Hai. Ba. Chúng ta phải ưu tiên cho đội trưởng. Cái nào mà mình chắc chắn 100% là đẩy đội trưởng vào liền. Với lại mình phải đưa thêm nhiều thành viên nhất có thể vào trong đó đứng. Nhưng mà anh muốn hỏi em nè, nếu như có thời gian hơn, em có muốn đứng vào vị trí của cái chương trình đấu giá ngược này không? Dạ có thời gian em vẫn đứng ở ô này. Em nghĩ rằng nhà báo Lại Văn Sâm từng dẫn chương trình này. Dạ tại vì em nghĩ là em chưa có chương trình này. Nhưng mà hai chương trình kia thì em xem không có chúng. Còn ở đây chị Giang, chương trình kiếp vui vẻ có, chị biết. Chị có theo dõi không? Chị có tham gia nữa mà. À đúng luôn đó, mà hồi nãy nói là bảo vệ chị, như chị là em bé trong chương trình này mà bảo vệ chị có đó, em bảo vệ chị đó đúng, em kéo không? Chị vô đó đi bỏ chị không có em, tưởng là một... Nè, chị xưng phong bảo vệ chị trước nè mà bỏ chị nói không mà em nghe rõ ràng
ai đó nói tính đưa chị Giang rồi đây. Nghe em nó còn kêu khoan đã, đừng cho vô. Ủa sao gì kỳ vậy? Tại mới câu đầu tiên em chưa có quen. Nhớ nha không, bảo dạ, vệ dạ. Chị là em bé. Trời ơi em bé. Tức là cái vị trí nào mình thấy an toàn nhất thì nên để đội trưởng vào. Ví dụ như ở đây có thể đứng được 3 người, bên kia đứng 2 người mà chắc gì bên kia đúng. Em đã coi Mặt Trời Bé Con là chương trình gì? Dạ em không biết Mặt Trời Bé Con. Tại vì nãy em phân dân Mặt Trời Bé Con với lại đấu giá ngược. Tại vì em không biết em chạy lũi vô đây luôn. Các bạn không có để ý về mặt thời gian, cho nên là mình thảo luận với nhau trong tầm khoảng 20 giây là đủ rồi. Sau đó 20 giây còn lại mình phải chia vào các vị trí đứng, để sau đó mình đứng vào rồi mình còn có suy nghĩ lại hay không, mình còn có thay đổi quyết định của mình hay không nữa nha. Để xem. Anh sẽ công bố đáp án đầu tiên, đó là đáp án số 2, ký ức vui vẻ. Mời đáp án. Không có gì phải ngạc nhiên với công thủ quý vị. Những chương trình như thế này gợi lại cho người xem lẫn những người tham gia những cái ký ức về một thời nào đó của họ, được rất nhiều khán giả yêu mến và mọi người đều biết. Người dẫn chương trình đó chính là nhà báo Lại Văn Sâm. Tiếp theo, còn 4 đáp án còn lại, anh sẽ công bố đấu giá ngược và chiếc nón kỳ diệu nha. Hai đáp án này, cái nào đúng, cái nào sai, hay cả hai cái cùng sai, hay cả hai cùng đúng. Xin mời. Nhà báo Lại Văn Sâm chưa dẫn chương trình đấu giá ngược bao giờ, mà anh ấy đã từng làm người dẫn chương trình cho chiếc nón kỳ diệu. Còn lại Mặt Trời Bé Con và điều ước thứ 7. Trời ơi hồi hộp quá nha. Nếu như đây mà là đáp án sai là chúng ta lại chia tay thêm 2 thành viên của đội mình nữa đó. Rồi hai em tự tin bao nhiêu phần trăm? 100% à? Để coi sao. Mời kết quả. Em. Như vậy là các bạn đã lựa chọn đúng chương trình mà anh Lại Văn Sâm đã từng dẫn, đó là Mặt Trời Bé Con. 4 thành viên mang về 4 triệu đồng. Mời mọi người đến đây. Sao chị? Câu đầu tiên cũng dễ dàng với chị quá mà đúng không? Đúng rồi, cái đó là vừa nói ra là chị đã trong đầu chị là ký ức vui vẻ rồi. Nên những câu sau rút kinh nghiệm á chị. Mình mà biết chắc chắn đáp án đó mình chạy ra đó mình đứng trước. Sao mình lôi kéo thêm mấy đứa em vô nữa. Ê, chương trình này đó chị nghĩ là chọn đâu đúng đó là đúng với chị á. Tại chị chơi cái nào cũng sai á. Rồi bây giờ là 4 chị em. Chúng ta gặp lại cái anh bạn mà vừa mới chọn sai nè. Bây giờ đang ở trong căn phòng trống đó. Đó, mặt buồn thấy rõ nha. Em ơi, em đang đứng đâu vậy? Dạ em đang đứng ở trong đây. Chúc mừng em nha. Đội trưởng gì kỳ vậy? Em có thấy lạnh không? Dạ mát lắm chị. Trời ơi, vậy lo là đầy đủ rồi thôi, đâu cần chị nữa phải không? Dạ không, vẫn còn đói với khác lắm chị. Tiếp tế lương thực cho em nha. Dạ.